Kéo đi, từ 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 xuống anh, xuống hả? À, cọ đi, đéo thì anh cọ vào đít nó sướng, anh cọ vào đít nó sướng, nó đéo xuống. Mọi người hãy ấn nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn. Xin chào anh em nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình lại đang có mặt ở nhà anh Dương các bạn ạ. Ngày hôm nay mình đang có mặt ở nhà anh Dương. Anh chào mọi người đi. Mệt quá. Chào anh em nhé. Như mấy cái video trước, có một cái video mình review cái con Cồng còi chỉ xương cá vành thủy nguyên của mình đây, thì mình hứa là sẽ có một cái video test nó lên trên diều phải không ạ? Thì là hiện tại mình vẫn chưa có diều test. Với tiện ngày hôm nay mình lên đây để review cái con rơi gì anh? Rơi Covid. Rơi Covid đây. Cái này nó gọi rơi quỷ phải không? Rơi vàng không phải, nó là con rơi đen phải không? Nền vàng thôi. Full carbon. Một con rơi 3 mét này. 3 mét full carbon, 3 mét mà cõng con này thì nhẹ quá. Nhưng mà thôi cũng được, để cho nó lên cho nó kêu hết tầm. Nhưng con này chỉ tầm 2 mét rưỡi cõng là vừa. Full carbon, carbon thường không phải xoắn này. Không, xoắn thì có cái gì đẳng cấp vậy em? Cái này mới lại xoắn thì cái nào hơn? Xoắn là mình sờ nó có cái gợn gợn đây phải không? Nhưng cầm cái này em thấy nó dày hơn phải không? Nặng nặng hơn. Để bỏ cái này ra đã. Đây là một nan nguyên của nó hay là anh cắt đi rồi đây? Nan nó mét rưỡi cơ. Đây anh cắt đi rồi à? Cắt đi rồi. Cầm nặng phết đây. Nặng mà cái này cũng dày phết đấy các bạn ạ. Nhưng cái này mới xoắn thì nó khác gì nhau? Hay nó khác ở cái xoắn với cái trơn? Cái này nan hay không hỏi nhà sản xuất. Anh có biết nan nào? Nó sản xuất là xoắn với lại trơn thì nó phải khác nhau chứ. Xoắn không hay. Xoắn có cái gì đâu, xoắn làm đuôi anh còn chả chăm làm. Đại loại là xoắn với lại trơn nó khác nhau ở cái là một cái xoắn một cái trơn. Đấy, đơn giản thế thôi. Xoắn một cái trơn. 3 mét. Bắt bao nhiêu đây anh? Bắt. Ôi. Đuôi mới lại ấy bằng nhau à? Đuôi mới lại cái này bằng nhau hết à? Em thấy cái này nó có cái độ nhỉnh nhỉnh hơn này. Nhỉnh nhỉnh to hơn này. Cái này. Bắt vai ấy. Bắt vai bắt đuôi bằng nhau ấy em. À thế à? Anh làm kiểu thế. À ok các bạn. Đây là một con anh lên cho khách ở xa không? Gần đây. Gần đây à? Một ông khách dân chơi full carbon. Cái này thì rất là nhiều anh em bảo là như thế này, rất là nhiều anh em bảo là cái gì nhỉ? Giờ không, giờ ai lại còn đi độ bằng phíp nữa, nó cổ nó quê rồi các thứ ấy. Nhưng mà nói chung là anh Dương vừa bảo nó là tiền nào của đấy các bạn ạ. Các bạn thích full carbon rỗng cũng được, full carbon rỗng thì giá lại khác. Và vai phíp thì giá nó lại khác. Về cái độ cứng thì mình cảm thấy là hai cái đấy nó như nhau. Có cái là phíp nó nặng hơn phải không anh? Nặng hơn một chút không đáng kể. Con này thì anh làm siêu dẻo siêu nhẹ. Siêu dẻo siêu nhẹ. Cái này nó có số này, số này là cái gì đây? Cái chỗ này trước nó có một cái lớp cao su phải không anh? Đây này, nhiều anh em bảo cái chỗ này này. Đây, đây là cần câu phá ra mà. Nhiều người mua ấy xong bảo cái chỗ này này. Là nó là nó là bị gàm hay bị làm sao ấy. Anh đó. Đây là cần câu. Đây nó là cái lớp cao su trước nó ở đây xong anh cạo ra phải không? Anh cắt nó ra thì nó có cái lớp này phải không? Không cần câu. Đây là cái khung cần câu thì nó có cái này chứ không phải là nó bị gàm hoặc là nó bị xước, nó bị gãy đâu. Lắp dèo các anh nhỉ? Đấy, lắp đi xong đi test đây. Đục lèo, cháo. Ok các bạn, bây giờ thì anh em đợi mình một tí để hai anh em mình lắp. Ngày hôm nay vẫn không có Phương, chỉ có một mình quay cho nên là nó hơi vất vả một tí. Anh lắp chú quay đi, anh lắp. Ừ, anh lắp nhá. Thêm một mình anh lắp đi. Cần gì? Nào. Chắc phải mấy hôm nữa Phương nó mới đi quay cùng em được. Vẫn là áo của anh Dương. Vẫn là những cái đường chỉ may nó rất là kỹ. Đấy. À. Nhiều ông lại còn bảo mình là thằng này biết mẹ gì về diều đâu, cứ nói linh ta linh tinh. Mình nói theo cái cảm nghĩ của mình thôi. Còn các ông đó là kiểu thuộc dạng
Nghệ nhân mới nghiện nhân rồi thì mình so làm sao được. Bây giờ là hãy nói theo cách của mình. Đúng rồi. Cảm nhận là theo cách của bạn. Mình dùng mạng Viettel mà. Hãy nói theo cách của mình thôi, của bạn thôi. Anh em yêu quý thì anh em xem, mà anh em không yêu quý thì cái đấy phải chịu thôi, làm sao. Đúng rồi. Làm sao mà làm hài lòng hết mười mấy 20.000 anh em được. Nói chung là đánh giá cá nhân. Em bảo rồi mà. Đấy là cái đánh giá cá nhân thôi. Không phải là cái đánh giá chung. Cái là do cái trình độ chém gió của mình nữa. Đấy, chém gió giỏi thì nó sẽ hay. Không phải là chém gió đâu anh ạ. Nó không phải là chém gió đâu. Có nghĩa là em biết cái gì thì em nói cái đấy. Kiểu nhiều ông hiểu biết hơn, xong bắt đầu các ông vào các ông so sánh hay nhỏ. Hoặc là có những cái ông mà chả biết cái mẹ gì nhưng mà vẫn cứ vào so sánh. Nghe không? Kiểu nghe linh tinh không? Thì kệ người ta. Kệ thiên hạ mà. Đây là một quần áo mới. Chưa cả sỏ khung luôn. Đây là sỏ phát đầu tiên nhé các bạn nhé. Phát này là phát sỏ đầu tiên này. Sỏ đầu tiên thừa hay thiếu thì là nhăn hay gì anh em. Thôi anh em không cảm mình. Hôm nay thời tiết thì nó cũng không được. Thời tiết nó không đẹp nhưng anh đẹp đấy. Mùi gió này. Để anh tiến anh mang cuộn dây dài ra, nếu mà lên phát anh thả luôn. Dạ. Lên phát thả luôn. Sỏ vai chưa? Cân này mới lạ này. Tí anh phải mang anh cân con này lên. Cân chắc tầm cân. Hết bao nhiêu nhưng mà cả diều. À, độc diều không thôi. Độc diều không. Anh thấy con này nhẹ mà. Anh làm nhẹ. Chắc này không đến cân đâu. Anh thấy con này nhẹ tênh luôn. Nó không căng trong. Ừ. Nó này không căng trong. Nó phải có năng à? Nó phải có kiểu tiền. Kiểu anh căng lắm, mẹ mẹ không căng lắm. Cứ... Ê, cờ đỏ. Trời này nó... Đỏ. Vẫn là con cờ đỏ. Trời này nó dặn. Phải có tí nắng, có tí gió à? Cái này nó... Co giãn thời tiết anh ạ. Anh mang máy sấy ra sấy luôn. Máy sấy và hướng luôn. Ừ, mang máy sấy ra sấy cho nóng luôn. Ông mang vào trong nhà đắp chăn cho tí nó ấm nó không để nó. Còn tóm lại là căng để làm gì? Căng trùng lên trời nhìn thấy đâu anh ạ. Diều mình để thả không phải để treo đâu. Căng nó đẹp rồi. Xong rồi các bạn ạ. Hả? Cái sáo này em không biết được. Nhưng mà anh cứ cân cả con sáo này nó cũng nhẹ thôi. Bây giờ anh Dương anh sẽ cân cả diều cả sáo xem mà con này nó được bao nhiêu nhá. Cầm nhẹ không anh? Đâu mấy? 1 cân 1, con diều chỉ có 8 lạng. 1 cân 1 à? 9 lạng, diều 9 lạng. Được, 9 lạng. Cái sáo này nó nhẹ, cái sáo này nó không đến 2 lạng. Cầm đi, cầm không? Cầm thử xem. Cái sáo này... Anh ạ, cái sáo này nó phải hơn 2 lạng. Dày cầm nặng lắm, em chưa cân nhưng mà cái sáo phải hơn 2 lạng. Ừ, con sáo, cái sáo này phải hơn 2 lạng. Quên lấy không cân cái diều không? Thôi được rồi, tí nữa về, đằng nào chả phải tháo ra, tí nữa về cân lại, ok. Bây giờ mình sẽ đưa, không khóa nào anh? Không cần, anh không cần khóa. Test không cần khóa à? Ok, ok. Ok các bạn, hiện tại bây giờ là nèo giữa nhá, mình sẽ đưa các bạn đi test. Nào. Kiểu quay có làm bức ảnh không? Các bạn ơi, anh em mình chuẩn bị cho các bạn xem thả diều 3m carbon trên tay nha các bạn nhá. Nhiều anh em đố mình bảo anh ơi anh cầm con diều 3m đi xe đi. Đây 3m đây. Đến đoạn nào nó vắng vắng đã. Anh thả dài dài ra luôn. Nào. Đấy chưa. Đây thế chú okay. Đi đâm con này thì ok hay dễ mà.
Amiang. Admin chơi thì chỉ có chất thôi các bạn. Amiang nhá. Cắm ở đâu ấy? Cắm ở đâu ấy? Chú cứ cầm diều đi đâm. Đâu anh nhỉ? Chú cầm diều thẳng đường đi đâm. Em cắm tạm ở đây nhá. Nào. Ui, cho anh em xem loại Amiang này. Amiang 1 ly 2. Nên phát đóng hết quận luôn. Bao đứt nhá, thoải mái luôn. Cái chỗ này á có phải đến cây số giây. Đeo đầu luôn. Con diều rất đẹp. Diều rất nét, rất VIP. Rồi, anh nhìn thấy căng không? Các bạn ơi, anh em mình đang thả diều. Đang thả diều ngoài đồng. Đây là chỉ là một pha test diều thôi ở dọc đường nhá các bạn nhá. Tuyệt đối không nên thả diều ở gần đường, nhưng mà mình buồn cười quá. Chắc chắn mình sẽ không bao giờ mình thả diều ở dọc đường. Đây là chỉ là một pha test diều cho anh em xem thôi, tại vì đồng ruộng nó rất là bẩn cho nên mình phải test trên đường. Đường này cũng ít người đi lắm. Nó còn thả bò đây này. Anh ơi, cho con này xuống ruộng à? Đuổi nó xuống à? Lao cọ cọ đi thôi, con này con bò cái này. Kéo đi. Từ từ. Xuống. Anh ơi. Xuống. Hả? À? Cọ đi. Đéo ơi, anh cọ vào đít nó sướng. Anh cọ vào đít nó sướng, nó đéo xuống. Xuống đi, bạn ơi. Kéo căng ra. Xuống đi. À, tí nữa cho anh Dương anh cuốn dây sờ của con đàn đi. Thôi đâm đi. Thôi. Được rồi. Ok. Nó xuống rồi. Nó sướng rồi, đéo xuống. Nó sướng quá các bạn. Nó đéo xuống. Tí Hồng Dương cũng sờ vào đồ ăn đi. Tao đi đâm người siêu phẩm với cùng với mình à. Đâm à. Kéo lên. Ok các bạn ơi, chuẩn bị xem á. Ai vào đây? À lên đấy. À, khả năng cao lên đấy các bạn ạ. Không có gió mệt vãi đạn. Nào, anh em cùng đi mình ra chỗ. Đi mình ra chỗ anh Dương nhá. Cho anh Dương anh ấy trải nghiệm cảm giác sờ đít bò. Nào đi nào. Nói chung trời hôm nay là không có gió các bạn. Nó không có gió. Cho nên là thả con này rất là vất. Con bò này sướng này. Xuống. Bò giờ nó khôn hơn người các bạn, nó chỗ bẩn nó không có đi, nó đi đường bê tông nhá, nó chỗ bẩn nó không có đi. À đây rồi, đang kéo dây. Đang kéo dây rồi. Đang kéo dây các bạn, là kiểu gì sờ vào cái chỗ đấy. Tật tay ơi. Kéo tật tay. Kéo tận đây. Kéo tận đây. Ừ. Anh em cùng xem anh Dương kéo tận đây nhá. Ra sau là cái kiểu ảnh ấy. Rồi ok. Ok. Anh kéo anh phải miết tay vào dây vào. Lấy. Kéo đi anh. Ô em thề với anh. Nào xem lại là mình. Kéo về tận tay con diều này nào. Nào, qua rồi, qua đoạn đấy rồi các bạn ạ. À. Qua đoạn dây đấy rồi. Qua đoạn dây. Qua rồi. Qua rồi. Rồi, ok, về tận tay. Tận tay. Ok, VIP. Anh Dương ơi, anh biết anh vừa kéo qua cái đoạn dây gì không? Anh kéo rồi. Chưa tính nữa lên. Chưa tính các bạn ạ. Rồi, đấy cai. Lấy con bò cái nó đứng, em cũng định đập cho nó phát nhưng mà em nghĩ lấy dây cọ nó đi, cọ vậy à, con bò cái. Cọ nó sướng nhỉ? Ờ, cọ nó sướng. Anh thấy tư đấy chai tay sờ đó. Không, em có video mà. Không, chỉ có cái đoạn dây đấy là anh cầm qua, anh kéo qua thôi. Anh ngửi em thơm không? Bò khôn lắm anh ạ. Bò
bò trên anh kiểu bò thành phố ấy. Đó. Bò trên anh Dương nó kiểu kiểu bò thành phố mà nó khô lắm em. Hay mày đi đâm quanh phát không sao nữa. Thôi. Trên đường đẹp đường sạch nó mới đứng anh ạ. Đường đẹp đường sạch nó mới đứng chứ. Đi vậy. Đường dưới ruộng bẩn lắm, bò nó bảo thế nó không đi. Anh thấy em đẩy em với anh kéo căng dây cọ vào đít nó như thế. Nó sướng nó đứng im anh ạ. Đâu nhìn được cười. Quả chỗ ấy nhớt à? Chỗ ấy nhớt nhớt. Ờ có đoạn nhớt đấy không? Không cắm. Ô mày còn định bối mọi người mình. Rồi. Rồi. Ôi không đùa ở đâu. Không đùa ở đâu một cái. Anh Nhây nó vừa ấy nhá. Về rửa. Mình phải đề phòng cảnh giác ngay các bạn ạ. Không. Mày không bất tình lình á. Đùa. Quá đéo chơi, tí mình lại phải kèm ông về cơ. Đéo chơi. Đéo chơi. Thế nào rồi. Mà để cho ông ấy kèm xong đến nơi ông xuống xe mình cũng đéo chạy được. Bây giờ anh em bảo mình có lên đi về trước không? Thái Dương ở đây mình đi về trước thôi. Ông quả này nó ổn anh em ạ. Chết. Được đấy anh. Được đấy. Quả cọ đít bò. Không em ơi, em thấy nó nhìn lạ. Em chưa nhìn thấy cái đấy bao giờ. Không được, ok. Ok các bạn ơi, chủ yếu trong cái video này là mình ông tránh xa ra đã. Mình và anh Dương muốn test cho các bạn xem con rơi quỷ này lên trên trời thôi. Test xem nó có lên hay không, cái trình độ làm diều carbon của anh Dương nó như thế nào. Và cái chủ yếu thứ hai là test cái bộ cổng ba. Test cho anh em xem cái bộ cổng ba đấy nó kêu như nào. Thì phải nói chung là cái âm con này nó khá là ok. Âm con khá ok, anh em tự thẩm tự nghe. Đấy, mình không biết được. Thì còn bây giờ thì xin phép và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video lần sau. Nếu các bạn cảm thấy video này của mình hay và cái pha anh Dương kéo dây chất thì có thể cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ cho kênh nha anh em nhé. À lần trước anh bảo cái kênh gì nhỉ? YouTube It phải không? Nhớ đăng ký kênh chưa? Nhớ đăng ký kênh YouTube It cho mình nha các bạn nhá. Bye bye tất cả anh em. Chào mọi người đi anh. Chào tất cả anh em nhá. Anh Dương sờ bím bò. Bò quen rồi.